Kiểm toán Big 4 bỏ lọt sai phạm SCB, Bộ trưởng Tài chính thông tin nóng. Bộ trưởng Hồ Đức Phúc cho biết, trong 10 năm 2012 đến 2022, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB đã thuê 3 công ty kiểm toán độc lập nước ngoài có chi nhánh tại Việt Nam là EY, Deloitte và KPMG. Nhưng Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phúc khẳng định, đến khi vụ án được khởi tố điều tra, những vấn đề thiếu sót, sai phạm và đã được cơ quan điều tra xử lý trong vụ án. Tại phiên chất vấn của Tổng Kiểm toán Nhà nước vào ngày 5 tháng 6, khi được đề nghị trả lời thêm cùng Tổng Kiểm toán Nhà nước về chất vấn của đại biểu liên quan đến trách nhiệm của các đơn vị quản lý, doanh nghiệp kiểm toán độc lập, Bộ Tài chính, khi các doanh nghiệp kiểm toán độc lập tiến hành nhiều đợt kiểm toán ngân hàng SCB, nhưng không làm sáng tỏ được sai phạm, dấu hiệu sai phạm của các cá nhân, tổ chức, dẫn tới hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Về ý kiến của đại biểu nêu liên quan ngân hàng SCB, giai đoạn 2012 đến 2016, SCB thuê EY thực hiện kiểm toán hoạt động, giai đoạn 2017 đến 2019, SCB thuê Deloitte thực hiện, giai đoạn 2020 đến 2022 thuê KPMG thực hiện. Bộ trưởng Tài chính thừa nhận, quá trình thực hiện kiểm toán này có những vấn đề thiếu sót, sai phạm và đã được cơ quan điều tra, xử lý vụ án. Ông cũng khẳng định, Bộ Tài chính quản lý chất lượng kiểm toán độc lập thông qua ban hành chính sách, kiểm tra, cấp phép, thanh tra, một cách chặt chẽ. Thời gian tới sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm toán độc lập để phục vụ dịch vụ kiểm toán của các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, Bộ trưởng Hồ Đức Phúc nói. Bộ trưởng Bộ Tài chính phân tích rõ, hiện hệ thống kiểm toán của Việt Nam có hai hệ thống, kiểm toán nhà nước và kiểm toán độc lập. Kiểm toán nhà nước do Quốc hội thành lập và thực hiện theo pháp luật. Kiểm toán nhà nước với nguyên tắc và phạm vi thực hiện sẽ tiến hành hoạt động kiểm toán đối với những đơn vị có tài sản, có tiền của nhà nước. Theo đánh giá của Bộ trưởng Bộ Tài chính, kiểm toán nhà nước có quy trình chặt chẽ, chất lượng tốt, việc áp dụng công nghệ cao, công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán đang được thực hiện rất nổi trội. Đây là một trong những cơ quan hàng đầu trong thực hiện kiểm toán và thanh tra về đầu tư. Còn hệ thống kiểm toán độc lập hoạt động theo luật kiểm toán độc lập, tức là họ cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính, dự án đầu tư cho các đơn vị, doanh nghiệp khi có nhu cầu qua hợp đồng. Số này gồm các doanh nghiệp kiểm toán độc lập trong nước, kiểm toán viên độc lập hay doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài có chi nhánh tại Việt Nam. Ông Phúc cho biết, Bộ Tài chính thực hiện đúng theo quy định là quản lý chất lượng kiểm toán mà không trực tiếp đi kiểm toán, chỉ thông qua ban hành cơ chế chính sách, chiến lược, thanh kiểm tra. Bộ trưởng Tài chính cung cấp thông tin, năm 2023, Bộ Tài chính kiểm tra 20 doanh nghiệp kiểm toán độc lập, trong đó 11 đơn vị đạt yêu cầu, 7 không đạt và 1 doanh nghiệp bị đánh giá yếu kém. Trong 62 hồ sơ kiểm toán được Bộ Tài chính kiểm tra, có 16 hồ sơ đạt, 26 không đạt và 20 hồ sơ yếu. Bộ cũng đình chỉ 7 kiểm toán viên, nhắc nhở 21 kiểm toán viên và phê bình các công ty kiểm toán yếu kém, không đạt. Năm 2024, Bộ Tài chính có kế hoạch kiểm tra 20 đến 24 doanh nghiệp kiểm toán, trong đó 8 đơn vị liên quan tới lĩnh vực chứng khoán. SCB, Thuận An và Phúc Sơn không liên quan đến hoạt động kiểm toán nhà nước. Trước đó, tại phiên chất vấn Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn vào sáng ngày 5 tháng 6, liên quan đến câu hỏi của đại biểu về hàng loạt sai phạm của ngân hàng SCB. Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn cho hay, SCB bị truy tố và bị xét xử 3 tội danh, thao túng thị trường chứng khoán, chiếm đoạt tài sản, nhận hối lộ. 3 vấn đề này không liên quan đến hoạt động của Kiểm toán Nhà nước vì không thuộc phạm vi. SCB thuộc đối tượng buộc kiểm toán độc lập, trách nhiệm thuộc về kiểm toán độc lập, ông Tuấn nói. Ông Ngô Văn Tuấn, Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết, Phúc Sơn và Thuận An đều là doanh nghiệp không có vốn nhà nước. Họ không thuộc đối tượng được kiểm toán và không thuộc đơn vị được kiểm toán, nhưng họ có đơn vị liên quan đến hoạt động kiểm toán. Đại án Phúc Sơn là doanh nghiệp bị khởi tố liên quan đến việc chấp hành pháp luật về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng, không liên quan đến hoạt động của kiểm toán nhà nước. Còn công ty Thuận An, ông Tuấn khẳng định, doanh nghiệp có vi phạm pháp luật trong đấu thầu. Hoạt động của kiểm toán nhà nước là đánh giá tuân thủ, quy chế tuân thủ của đơn vị được kiểm toán, trên cơ sở hồ sơ tài liệu do đơn vị được kiểm toán do chủ đầu tư, nhà thầu cung cấp, kiểm toán sẽ rà soát lại toàn bộ quy định pháp luật và đưa ra kiến nghị, Tổng Kiểm toán nhấn mạnh. Theo ông Tuấn, trong quá trình kiểm toán thực hiện cả 3 nội dung là đánh giá tính đúng đắn, trung thực của báo cáo tài chính, xác nhận việc tuân thủ pháp luật đấu thầu, đầu tư, xây dựng cơ bản và xác nhận tính hiệu quả trong đầu tư tài chính công, tài sản công. Ông Tuấn nói thêm, trong việc kiểm toán chấp hành pháp luật về đấu thầu, trên cơ sở hồ sơ, tài liệu do đơn vị được kiểm toán là chủ đầu tư,
ban quản lý dự án cung cấp thì kiểm toán tiến hành thu thập bằng chứng để phục vụ cho kết luận của mình về tính trung thực, đúng đắn của báo cáo tài chính. Trong quá trình kiểm toán độc lập sẽ xét toàn bộ, trong đó, riêng về lựa chọn nhà thầu sẽ xét việc chấp hành gọi thầu có đúng không, hồ sơ thầu, chấm thầu, ký kết hợp đồng với nhà thầu. Trong quá trình kiểm toán, đã chỉ ra sai sót và kiến nghị xử lý từ tài chính, hoàn thiện văn bản, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan. Liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của ngành, ông Tuấn cho rằng kiểm toán nhà nước đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc kiểm toán, phát hiện kịp thời những sai phạm về tài chính để có kiến nghị tăng thu, giảm chi, góp phần tăng hiệu quả, giảm thất thoát tài chính công, tài sản công. Tổng kiểm toán kiến nghị sửa đổi kịp thời các bất cập của cơ chế, chính sách. Từ đó, kịp thời vá lỗ hổng để chống thất thoát, lãng phí. Đặc biệt, kiểm toán nhà nước đã cung cấp hồ sơ, tài liệu cho các cơ quan chức năng để kịp thời đưa ra ánh sáng các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan tới các vấn đề về thị trường, kinh tế, doanh nghiệp, mời quý vị truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.kinhtechungkhoan.vn để theo dõi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Tòa Soạn có thêm động lực sản xuất nhiều video hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!